Chúng ta có rất là nhiều hạt tóc luôn các bạn. Rồi, đã chưa nè. Đó. Ê. Ui, gì đây, gì đây. Chúng ta có một cái con nhìn nó nhô lên này các bạn ơi. Wow, chúng ta có cả một mô hình ankylosaurus. Đúng không? Chú khủng long sở hữu rất là nhiều gai trên cái phần lưng luôn. Đấy, nhìn những cái gai của nó này, nó có một cái cục chì sau cái đuôi nó rất là hay luôn các bạn. Nó sẽ dùng để quấn những đối thủ của nó hay chưa? Đẹp thật sự luôn. Wow, một con ankylosaurus các bạn. À, có vẻ trong này sẽ có những con khủng long này các bạn. Này, mình sẽ bắt đầu mình đào ra nè. À, lộ rất là nhiều cái chân rồi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu với một con khủng long gì đây. Wow, mô hình Tyrannosaurus Lego các bạn ơi. Wow, chú khủng long Lego rất là đẹp luôn này. Nó há miệng ở gầm gừ rất là hay luôn. Mô hình Lego rất là đẹp nha. Đây là một loại khủng long ăn thịt khủng long bào chúa rất là to lớn luôn. Wow, và đây một con tí đét màu đỏ đang gầm gừ rất là lớn luôn. Wow. Đây, đây chúng ta thấy được cái gì màu đỏ đỏ đây đây, mình chạy ra đây này. Cắm cái đuôi nó lên. Đó. Chúng ta có một chú Brachiosaurus luôn. Wow, một chú khủng long cổ dài màu đỏ rất là thân thiện luôn các bạn ơi. Con này rất là nặng nha. Con này nặng từ 20 đến 30 tấn lên, rất là to lớn nha. Chú là chiều khổng lồ, chúng ta đang bước ra khỏi cánh cổng khổng lồ, cổ nó dài thật sự luôn ấy. Wow, rất là đã luôn nha. Đấy, chân còn gì nó lò lọ lên này. Wow, chúng ta có cả mô hình Giganotosaurus luôn này, rất là đẹp luôn các bạn. Con mắt nó đỏ rực này. Đó, những cái gai chảy dài từ đầu đến tận nêu đuôi luôn, rất là hay luôn. Và con Giganotosaurus với rất là nhiều gai đang bước ra nhìn như một con T-Rex các bạn, nhìn rất là ghê luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục dạt qua bên. Còn mình đụng được cái gì đó rất là cứng này các bạn. Ý chà, wow, chúng ta có một con Masiaka xấu rồi luôn này. Wow, chú Masiaka màu đỏ rất là đẹp nha. Gặp được cả miệng này hay chưa vậy các bạn. À, mình mới để một cái nút ở trên cái đuôi nó này. Bấm mà nó gật cái đầu rất là hay luôn này. Đấy. Vậy đây chú Masiaka chúng ta đang bước canh me trên cánh cổng, có vẻ là đang có ý định phá cánh cổng này các bạn, rất là hay luôn. Tiếp tục nào. Wow, chúng ta đào được một con khủng long gì đây? Brachycephalosaurus. Wow, ông con này là Brachycephalosaurus nha các bạn, mình đọc lộn đấy. Đấy, cái khủng long với thằng thuộc họ thằng lằn chi màu gần rất là đẹp luôn. Nó đẹp chưa kìa các bạn. Ôi trời. Con Brachycephalosaurus chạy các bạn đẹp chưa? Ở đây chúng ta có gì đây? Một cái sừng nó nhô lên. Wow, Pentaceratops các bạn ơi. Wow, chú khủng long sở mấy khuôn mặt hình chữ nhật rất là dài luôn nè các bạn. Nhìn đã chưa kìa. Chú khủng long khá là đẹp nha. Cái gai đầm đầu thật sự luôn này. Chú Pentaceratops với cái khuôn mặt hình chữ nhật kéo dài lên rất là đẹp luôn. Wow. Tiếp tục nào. Ây, mình đào ra hết luôn. Wow, đây là một con gì đây? Đây mới đúng là con Brachycephalosaurus chúng ta đây. Một chú khủng long sở hữu một cái hộp sọ rất là cứng luôn. Đấy, nhìn mô hình và rất là đẹp luôn này. Chúng ta con ba con Brachycephalosaurus đang ẩn nấp trong khu rừng, rất là đẹp luôn. Gì đây gì đây? Indoraptor à. Wow, chúng ta có mô hình Lego của một con khủng long quái vật đây các bạn. Con này chuyên săn mồi về đêm, nó có thể nhìn được cái tia nhiệt rất là hay luôn nha. Ôi, Indoraptor. Chú Indoraptor đang chạy ra rất là nhanh khỏi cái lá cây luôn các bạn. Rất là đẹp luôn mô hình. Cái gì nó lộ lên, cái hàm răng nó đang lộ dần dần nè các bạn. Kiểu là này các bạn. Wow, chúng ta có cả một con T-Rex luôn. Mình thì rất là chắc chắn luôn các bạn. Wow, nhìn những cái lớp rêu trên người nó này, có những cái sọc như một con hổ thật sự luôn ấy, rất là đẹp luôn này. Mà chú khủng long bảo chúa đang gầm ghê vậy, nó đang bước cho bị gầm này. Nó không gầm ta. Ơi ơi, gì đây gì đây. Wow, chúng ta đào được một con. Ui, đây là một chú báo nha các bạn, một chú báo đốm với cặp chân khá là ngắn luôn. Mô hình báo đốm rất là đẹp, có khả năng leo cây rất là đỉnh luôn nha. Được, mô hình khá là to lớn luôn. Wow, chú báo châu Phi của chúng ta với cặp chân rất là dài đang bước đi chạy với vận tốc 80 km/h rất là nhanh luôn nha. Chúng ta có một con gì đó có sừng này, chú cũng đang có sừng này.
Wow, thì ra là một chú cá nô thấu ra. Wow, chú khủng long sở hữu hai cái sừng khá là đáng yêu luôn các bạn. Ui, chạy lên cái gài nữa. Gài nó chạy dài từ đầu đến tận đuôi luôn này. Đẹp chưa kìa. Wow, và đây là một con cá nô thấu ra nó đang đứng các bạn. Đình to chưa kìa, cái cánh tay không thấy đâu luôn á chứ. Hãy tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, cái gì đó rất là lớn các bạn ơi. Velociraptor. Mô hình Velociraptor rất là đẹp luôn này các bạn. Đấy, con mắt của nó có một cái làn xanh rất là hay luôn, chạy dài tới tận đuôi luôn này. Wow, nhìn cái dáng ngồi kìa, nhìn rất là khổ luôn. Wow, và chúng ta có một con Velociraptor đang chạy rất là nhanh. Wow, cái màu sắc của nó ẩn mình trong những cái lá cây rất là hợp luôn ấy. Đấy, thấy được một cái gì đó nữa rồi. Wow, mình cầm lên được cả một con Mosasaurus, một con thương long khổng lồ luôn này. Wow, có vẻ nó vừa bị bắt vì nó có sợi dây này các bạn. Đấy, nó bị bắt rồi, đó, chú khủng long và nó khổng lồ luôn. Thằng biển, cái miệng há to chưa kìa. Con Mosasaurus nó đang bơi lặng lẽ trong cái đầm nữa nó, cái biển nữa các bạn. Wow, đẹp chưa. Rất là to lớn nha. Tiếp tục. Wow, để mình gờ xung quanh cái đặt. Ôi, đây, ở đâu đây, đây các bạn, đây. Chúng ta có một con Stegosaurus. Wow, chú khủng long với như những chiếc lá nhô lên khỏi cái phần lưng rất là to lớn luôn. Rất bự chưa kìa các bạn, ó, to thật sự luôn ấy. Wow, con Stegosaurus chạy rất là nhanh, không thể tin được với thân hình nó vậy mà nó chạy cực kỳ nhanh luôn kìa. Hey, gì đây. Wow, chúng ta đào được mô hình Triceratops các bạn. Một con khủng long ba sừng phiên bản đặc biệt của Thor Lego rất là đẹp luôn này. Wow, nó có cái búa Thor ở đây này. Hay chưa? Chúng ta có con Pentaceratops đột biến vì cái sừng nó cong buốt lên các bạn. Cái đầu khuôn mặt hình tròn của nó rất là lạ luôn. Có vẻ một dạng đột biến của Triceratops. Đó, đào qua nữa nè. Ê chà. Wow, Spinosaurus. Wow, chú khủng long với cái bộ vây và nó là rất là dày luôn. Đấy, cái lớp vây này dùng để không biết làm gì. Đấy, chắc là bơi đấy nha. Wow, chú Spinosaurus chúng ta đang chạy rất là nhanh. Wow, cái màu sắc của nó kìa, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tiếp tục. Các bạn bên đây mình đào hết rồi các bạn ạ. Đào ở từng bên nha. Ai, có vẻ đây có một cái gì đó rất cứng mình đào được rồi này. Wow, một mô hình chú hươu cao cổ các bạn ơi. Wow, chú hươu cao cổ mới rất là nhiều cái chấm được rất là đẹp luôn. Đây là cổ rất là dài luôn nha. Và chúng ta có một chú hươu cao cổ con đang chạy trong cái khu vườn rộng lớn các bạn. Cái cổ khá là ngắn luôn nên mình biết là hươu cao cổ con ngay lập tức luôn á. Đấy, nhìn rất là dễ nhận biết nha. Đó, chúng ta tiếp tục nào. Ôi, cái gì ta đỏ rồi các bạn. Wow, mô hình T-Rex màu đỏ rất là to luôn này. Wow, các bạn thấy chưa? Đấy, nó có những cái chấm đen rất là đẹp luôn. Đây là khủng long bào chúa nha. Đó, loài động vật lớn nhất thời tiền sử luôn. Bồ con T-Rex nó chạy nhanh chưa kìa các bạn. Nhìn rất là to lớn luôn. Bồ khủng long bào chúa rất là đẹp luôn. Đau vậy, cạch cạch. Wow, mình bắt được hai con. Wow, đây chúng ta sẽ có một con sư tử các bạn. Mô hình sư tử được làm bằng nhựa đúc luôn. Wow, nhìn cái bòm của nó này làm rất là chi tiết luôn nha. Đó, đẹp chưa. Wow, chúng ta có mô hình một chú sư tử đang vậy bắt vẻ nó bắt hụt người trong sở thú các bạn, quê chưa. Wow, mô hình một chú hổ khổng lồ luôn này. Đó, được làm bằng cao su nên nó có những cái lằn rất là đẹp nha. Đó, giờ cái lằn cao su ấy. Ô, con hổ đang chạy rất là nhanh các bạn, có vẻ nó trốn thoát khỏi sở thú rồi, chạy cực kỳ nhanh luôn. Ấy đào tiếp. Ấy chà. Con gì đây? Wow, mình đào được có nguyên một chú bò màu cam khổng lồ luôn này. Bự chưa kìa các bạn. Đấy, nhìn cái cặp sừng của nó này rất là nhọn luôn. Cặp sừng to thật sự luôn ấy, đã chưa. Wow, chú bò Tây Tạng rất là to lớn luôn kìa. Ui trời, nhìn màu sắc của nó kìa, bự gần bằng cả bức tường đằng sau luôn kìa, đã chưa. Hãy để mình kiếm thêm rồi. Con vẻ này ẩn nấu rất là nhiều cái loài động vật khác nhau luôn.
Wow, có cả một chú voi khổng lồ màu xám luôn nè. Đó, đẹp chưa kìa. Cái cặp ngà trắng buốt luôn, rất là đẹp luôn nha. Wow. À, một chú voi đang chạy rất là nhanh luôn. Wow, chúng thoát khỏi cái sở thú rồi kìa, hay chưa? Đây, tiếp tục mình đặt. Ui, mình chạm tới cái gì đó, con nó rất là to hay gì. Đây, mình kéo lên đây. Ý chà, wow, một chú dê các bạn à. Wow, mình có cả một chú dê núi này với cái cặp sừng rất là dài và nhọn này. Ồ, màu xanh này đẹp chưa kìa các bạn. Ồ, đẹp thật sự luôn nha, mô hình khá là đẹp luôn đấy chứ. Ồ, và đây là một chú linh dương với cái sừng rất rất là dài luôn các bạn. Nhìn cái sừng của nó kìa, dài cực kỳ luôn. Ây chà. Đây, các bạn mình đào hết một bên rồi. Wow, có vẻ là mình đã lụm được hết những cái món đồ chơi thất lạc nằm ở trong cái đống này rồi các bạn. Wow, nhìn đã cho kìa, những cái tiếng sọt soạt rất là hay luôn này. Đó, đây.